con, trước mặt bà con đó là cái con máy xếp cà tiến, là con nhập đồ Mikono chạy quá mạnh, tài xế thì quá lâu năm. Lúc trước nãy thu hoạch được khoảng chục trứng hồng vật kìa bà con. Đất chuyển dần đó bà con, ngày chỉ cần sớm mận thôi rồi chai chạc rồi xả thôi. Hiện tại thì cánh đồng này đang ở xã Chánh Hội, huyện Nhân Tích bà con. Con máy xay cà tiến này đặt cái đầu máy này chạy dư lực cho nên chạy rê veo. Nông thôn mình đẹp quá bà con. Đấy. Mà bà con xem nông quan nè, đây là vườn dừa. Rất là đẹp hả bà con. Giờ miếng đất khới thấy quá ngon mà con, nó không có lòi lõm gì hết. Đúng là tài xế lâu năm có khác.
Chào bà con nhớ đăng ký like chia sẻ bà con để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn gặp lại bà con video kế tiếp.